Chào anh Nguyễn Tấn Hỷ, sáng hôm nay ngồi uống cà phê, mời anh cùng uống cà phê rồi anh em mình cùng chia sẻ. Tôi thì cũng là muốn gần gũi anh một tí, là vì sao? Vì anh có những cái bài thơ, mặc dù là nó không có là gọi là mang cái tính chất là coi như là sầu hay bi oán, nhưng mà tính chất thời sự. Bên cạnh đó thì nói chung là tôi cũng nghêu ngao hát cho anh mấy bài, rồi có con em là ca sĩ nó cũng ngâm thơ cho anh. Mà từ khi mà ngâm thơ Thu Phố Núi là tôi ghiền, tôi thích. Rồi đọc thơ các anh nhiều quá là tôi cũng ngẫm, mà tôi cũng bắt chước, tôi làm thơ. Tôi làm thơ. Rồi bữa nay là coi như là làm thơ rồi mình cũng nghêu ngao rồi mình cũng nói là play cu câm tâm rồi, trước rồi đi hay bị kẹt xe kẹt đồ này nọ, mà Phan Thiết nó nói với hồi đó đi cũng kẹt xe vậy chứ đâu phải đi play cu là bị kẹt xe đâu. Thì tôi cũng có tôi 4 câu thôi, có nhiều khi là 2 câu rồi 4 câu rồi 8 câu, nói chung là nhiều. Anh em có ý nào làm ý đó à? Cho nên là thôi tôi đọc qua cho anh xem thử nha, nghe thử. Trời Pleiku sáng nay sao anh Hỷ, anh Hỷ là anh á, anh Hỷ là anh á nha. Phan Thiết buồn phòng kín chốt mê cung, anh trên núi đại mì tôm mà hấp, thay vì là núi đại ngàn xanh này nọ nhưng mà mì tôm mà hấp đó. Biển tôi buồn khô mắm lắm đau thương, khô mắm này là cá khô nước mắm á, lắm đau thương đó. Thì cái bài thơ đó là làm sao mà qua những cái đại thi hào văn sĩ được, nhưng mà chỗ tình cảm anh em mình thì tôi cùng chia sẻ với anh đó. Thì uống cà phê thì nhớ là muốn tâm sự với anh vậy đó. Thì nói chung là anh em mình cũng không có ý gì, muốn gửi cho anh những cái vần thơ như vậy thôi. Rồi bây giờ mình phải tập ngâm. Trời Pleiku sáng nay sao anh Hỷ, Phan Thiết buồn phòng kinh chốt mê cung, anh trên núi đại mì tôm mà hấp mơ, biển tôi buồn khô mắm lắm đau thương, anh trên núi đại mì tôm mà hấp, biển tôi buồn khô mắm lắm đau thương. Mình bắt chước mấy ca sĩ diễn ngâm. Bây giờ thôi mình cứ nay mình tập ít, mai mình tập ít cho nó vui, chỉ đọc thơ anh em mình cho nó vui thôi. Trời Pleiku sáng nay sao anh Hỷ, Phan Thiết buồn phòng kín chốt mê cung, anh trên núi đại mì tôm mà hấp, biển tôi buồn khô mắm lắm đau thương. Trời Pleiku sáng nay sao anh Hỷ, Phan Thiết buồn phòng kín chốt mê cung.
tôi buồn khổ mắm lắm đau thương, biển tôi buồn khổ mắm. Sáng hôm nay là ngẫu hứng nhớ anh, anh cũng tập làm thơ, thấy anh và mọi người làm thơ rất hay, cho nên mình mới ngồi viết đôi chữ, thì mình chỉ là chia sẻ cùng anh. Thì nói chung là anh cũng vui tính. Tôi nhiều khi gì tôi hát tôi phá thơ anh, anh cũng đâu có nói gì đâu. Nhưng mà có nhiều người cũng hơi khó tính nha, thơ mà không xin phép mà phổ nhạc là cũng hơi khó tính đó. Nhưng mà anh em mình rất là ok chơi du kích, mình biết cái gì mình làm bên đó, cho nên là tôi cùng anh để chia sẻ. Với cái tựa đề này tôi để tụi bậy thôi, tôi để hở kín thay vì là tôi tự hỏi rồi tôi tự trả lời, nhưng mà tôi để cái tựa đề là hở kín luôn, hở kín thay vì hỉ. Kín là tôi, phòng thuê dưới này là đóng kín nữa. Thôi anh em mình có đôi lời như vậy, mình buồn mình tập ngâm thơ, tập làm thơ rồi tập ngâm thơ rồi mình tập hát mi mi ma ma mô 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 mô. Hồi đó chứ mình cũng nghiên cứu học hỏi với anh em, chứ mình cũng phải học hỏi anh em thôi. Anh em lúc sau này dù sanh sao đẻ muộn nhưng mà rất giỏi, thì mình phải học hỏi anh em, ngay cả thanh nhạc rồi ngay cả sáng tác, học hỏi những đại cổ thụ, rồi bên cạnh đó mình nghiên cứu sách vở thêm, chứ mình cũng chả tài giỏi gì. Thì tôi cũng thích chia sẻ với anh, cho nên là làm mấy cái câu tầm bậy để mà ngâm cho nó vui rồi hát cho nó vui. Thôi xin chúc anh cùng gia đình và anh em bạn bè trên đó là vui khỏe bình an trong cái mùa dịch này, sao cho nó qua hết rồi anh em mình sẽ cùng nhau nhậu một chầu cho nó đã. Xin chào.